vị, trong một bản tin đến từ Việt Nam cho hay 16 quốc gia đã gửi 53 câu hỏi cho Việt Nam trong UPR tuần tới, tới đến trừ Geneva. 16 quốc gia đã gửi tất cả là 53 câu hỏi cho phái đoàn Việt Nam trong kỳ kiểm định định kỳ phổ quát Universal Periodic Review, viết tắt là UPR của Việt Nam vào ngày 22 tháng Giêng tại Geneva, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Thụy Điển, Đức, Australia, Vương quốc Anh và Bắc Ireland là những quốc gia dân chủ đặt câu hỏi cho Việt Nam. Ngoài ra, có nhiều quốc gia khác như Trung Cộng và Lào là những quốc gia theo chủ thuyết cộng sản và được coi là bạn của những người cầm quyền ở Hà Nội. Phía Hoa Kỳ đưa ra 10 vấn đề yêu cầu Việt Nam phải trả lời như vấn đề tra tấn trong đồn công an và đối xử khắc nghiệt trong trại giam, quyền hội hợp và giải tán biểu tình ôn hòa bằng bạo lực, quyền tự do ngôn luận và việc sử dụng những điều luật mơ hồ để đàn áp tự do biểu đạt việc giám sát chặt chẽ môi trường hoạt động của xã hội dân sự xét sự công bằng và sự độc lập của ngành tư pháp đặc biệt hoa kỳ chất vấn việt nam làm cách nào để đảm bảo rằng luật an ninh mạng không xâm phạm quyền riêng tư quyền tự do ngôn luận hoặc khả năng thu thập thông tin của người dùng và liệu thông tin lưu giữ tại quốc gia này có được bảo vệ hay không vấn đề công đoàn độc lập cũng được phía hoa kỳ nêu ra Bên cạnh việc nêu vấn đề về áp dụng án tự hình, thì phía Đức đã chất vấn Việt Nam khi nào thì có luật biểu tình và tại sao Việt Nam lại không cho phép báo chí tư nhân hoạt động. Là một quốc gia quan tâm đến vấn đề nhân quyền, Thụy Điển chất vấn Việt Nam về việc nhiều nhà hoạt động nhân quyền và xã hội bị cấm xuất cảnh, việc có khoảng cách xa giữa luật và thực tế về quyền lập hội và biểu tình ôn hòa, về phân biệt đối xử với người thuộc thế giới thứ ba vương quốc anh và bắc ireland ra tư vấn việt nam về việc thực thi công ước chống tra tấn tình trạng ép cung dẫn đến bị can bị chết tự do báo chí quyền tụ tập ôn hòa và môi trường hoạt động của xã hội dân sự cũng như điều tra về việc sử dụng bạo lực đối với người hoạt động trong khi đó, thì các nghệ sĩ hãng phim truyện của Cộng sản Việt Nam phản đối vì bị cắt lương. Các thưa vị tên đến từ Hà Nội, trang báo mới loan tin sáng ngày 17 tháng 1 năm 2019, hơn 30 đạo diễn, diễn viên, biên kịch hãng phim truyện Việt Nam đã bị phản đối việc bị cắt lương, bảo hiểm, đồng thời yêu cầu Chủ tịch Vivaso thoái vốn khỏi công ty, cổ phần và phát triển phim truyện Việt Nam. Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân cho biết, việc cắt lương và bảo hiểm đã được Vivaso thực hiện từ tháng 7 năm 2018, nhưng không không thông báo cho các nghệ sĩ. Chỉ đến ngày 15 tháng 1 năm 2019, thì đại diện công ty này đã dán thông báo danh sách những người bị cắt và thời gian cắt sẽ được đã là 4 tháng. Các quý vị, trước tố cáo trên, thì ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch Vivaso giải thích công ty đã ứng lương cho các nghệ sĩ hơn một năm, nhưng vì không ai đi làm nên đã dừng lại. Những nghệ sĩ này đã không làm gì mà còn đòi lương, bảo hiểm, chống đối và biểu tình ông đã cho các nghệ sĩ tự cai quản nhưng không làm mời người khác làm giám đốc cũng không đồng ý ông nguyên cho rằng các nghệ sĩ này không thể xâm phạm quyền của ông và vivaso có thoái vốn thì cũng không ai mua lại hãng phim được biết, hãng phim truyện Việt Nam được thành lập từ năm 1953, hiện đang thuộc sở hữu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cộng sản. Ngoài việc giải trí, thì hãng phim này hoạt động rất tích cực trong việc sản xuất các tác phẩm phục vụ tuyên truyền của chế độ Cộng sản. Từ khi không còn được hưởng chế độ bao cấp của nhà cầm quyền thì chuyển sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn trong thời kỳ kinh tế mới. Hãng phim đã gặp rất nhiều khó khăn về tài chính chuyện lạ khi báo Tân Niên đưa tin Trung Cộng mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng Giêng năm 2019, thì báo Thanh Niên đã đăng một bài báo với tựa đề 45 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Đây được xem là chuyện hiếm mà có thể gọi là lần đầu tiên xảy ra trên truyền thông của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bài báo viết rằng, ngày 19 tháng Giêng năm, 2000, năm 1974, Trung Cộng đã đưa quân cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam sau khi đã chiếm cụm phía đông vào thập niên 1950, từ đó cho đến nay, trung cộng liên tục tiến hành hàng loạt biện pháp nhằm cùng với một số một sự hiện diện dân sự lẫn quân sự phi pháp tại Hoàng Sa. Sự xuất hiện của bài báo trên tờ Thanh Niên giữa lúc có cuộc tập trận giữa hải quân Hoa Kỳ và Anh Quốc tại biển Đông, cũng như chiến hàm Hoa Kỳ đi vào khu vực 12 hải lý của Hoàng Sa vào đầu tháng Giêng, cho thấy là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam muốn tìm cách xóa bỏ hành động bán Hoàng Sa và Trường Sa qua công hàm của ông Phạm Văn Đồng, Trúc Quốc dân Việt Nam bằng cách lên án mưu đồ độc chiếm của Trung Cộng tại Biển Đông. Cùng lúc muốn thăm dò phản ứng của Trung Cộng, khi Cộng sản Việt Nam muốn nhờ Mỹ bảo vệ quyền lợi của chế độ tại Biển Đông, nơi mà nguồn lợi dầu hỏa và khí đốt có thể kéo dài thêm những ngày cầm quyền của đảng trên mảnh đất hình chữ S này và bên cạnh đó thì Việt Nam không nằm trong 10 nước đầu tiên công bố về biển Đông. Đây là tin tức đến từ Sài Gòn kính thưa quý vị. Tờ báo Tuổi trẻ vào ngày 16 tháng 1 năm 2019 loan tin, khảo sát của Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Văn Phúc được công bố tại hội thảo công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học và nhân văn tại Việt Nam cho biết rằng trong 10 quốc gia công bố nhiều nhất về biển Đông không có Việt Nam. Danh sách nằm trong top 10 quốc gia gồm có Trung Cộng với 8.647 bài, Hoa Kỳ có 2.139 bài, Đài Loan có 1.070 bài, tiếp đến là Nhật Bản, Úc, Hồng Kông, Anh Quốc, Đức và Singapore. Việt Nam thì nằm ngoài top với 245 công bố về Biển Đông. Câu hỏi đặt ra là, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã nhiều lần tổ chức các buổi hội luận, triển lãm, đưa ra các bằng chứng về chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Nhưng tại sao số bài viết cũng như là công bố về Biển Đông thì lại quá ít? Bộ Giáo dục cộng sản Việt Nam cũng thường tự hào đào tạo nhiều tiến sĩ, thạc sĩ. Nhưng tại sao không có các công trình nghiên cứu và viết về Biển Đông? Phải chăng chính vì chiến lược hợp tác toàn diện giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng từ kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội đến giáo dục đã cấm đoán Việt Nam lên tiếng về Biển Đông chăng? Và liên quan đến nhân quyền thì nhà báo công dân Đỗ Công Đường đã ra tòa phúc thẩm về án tù thứ hai. Tin từ Hà Nội cho biết nhà báo công dân Đỗ Công Đường sẽ ra tòa phúc thẩm về cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ vào ngày 23 tháng Giêng 2019, chỉ vài tuần trước Tết nguyên đáng. Theo thông báo gửi cho luật sư Hà Huy Sơn là người bào chữa cho ông thì phiên tòa phúc thẩm này sẽ do tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành tại trụ sở của tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trước đó trong phiên sơ thẩm vào ngày 12 tháng 10 năm 2018, ông đã bị tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho là có tội và kết án ông 5 năm tù giam. Ông Đương, 54 tuổi, là một dân oan, bị chính quyền thị xã Từ Sơn cướp đất. Sau đó, thì ông trở thành một nhà báo công dân đưa nhiều tin tố cáo quan chức thị xã Từ Sơn và tỉnh Bắc Ninh tham nhũng và tiêu cực. Ông cũng giúp cho nhiều dân oan khác làm đơn tố cáo việc họ bị cướp đất đai với giá đền bù rẻ mạc. Vào ngày 24 tháng Giêng 2018, ông đang quay phim một vụ cưỡng chế đất đai ở thị xã Từ Sơn thì bị lực lượng công an bắt và vu cho ông tội chống người thi hành công vụ theo Điều 318 và lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự. Vào ngày 17 tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn kết án ông 4 năm tù giam về cáo buộc thứ nhất và tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh giữ nguyên mức án trong phiên phúc thẩm vài tháng sau đó. Rất có thể ông đương lại thất bại trong phiên phúc thẩm thứ hai và ông đã bị tổng cộng 9 năm tù giam chỉ vì quay phim một vụ cướp đất ở địa phương. Tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả CPG phản đối mạnh mẽ việc bắt giam và cầm tù ông, kêu gọi chính quyền cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông và kính thưa quý vị hai nữ công dân Việt Nam bị bắt đã vì đã lưu lại Đài Loan quá hạn chiếu kháng nhập cảnh đây là tin tức đến từ Đài Bắc Đài Loan bản tin đăng tải trên tờ báo mạng Focus Taiwan TV cho biết rằng hai phụ nữ quốc tịch Việt Nam đã bị cảnh sát của quận Yilan bắt vì đã lưu lại Đài Loan quá hạn chiếu kháng nhập cảnh cả hai bị tình nghi ở lại Đài Loan để hành nghề mãi dâm hôm thứ tư ngày 16 tháng Giêng cảnh sát đã cho biết hai nữ công nhân Việt Nam bị bắt tại quận Yilan phía đông của Đài Loan trong độ tuổi 25 và 27 tuổi cư ngụ tại thị trấn Lua Đồng. Cảnh sát cho biết thêm, hai người này đã nhập cảnh vào Đài Loan vào ngày 22 tháng 11 năm 2018 bằng e-visa và ở lại quá thời hạn cho phép. Khi bị thẩm vấn, thì cả hai đã thú nhận là làm hành nghề mãi dâm và đón từ 3 cho đến 4 người khách mỗi ngày. Họ khai hiện nay đang làm việc cho một người Đài Loan gốc Việt có tên là Pan và được trả thù lao là 1.000 đại tệ, tương đương với 32.4 Mỹ Kim cho mỗi lần đi khách. Cảnh sát nói rằng Pan khai nhận của mỗi khách hàng là 2.200 đại tệ cho một lần được nhân viên của Pan phục vụ. Pan bị bắt, bị thẩm vấn nhưng không khai báo thêm nữ nhân viên nào khác. Hai nghi can nói trên đã bị chuyển đến trụ sở của đơn vị điều tra đặc biệt của cơ quan di trú quốc gia NIA để chuẩn bị truy tố về tội vi phạm luật di trú. Hai phụ nữ trên không bị truy tố về tội hành nghề mại dâm vì không bị bắt quả tang. Họ cũng không nằm trong nhóm 152 du khách Việt Nam nhập cảnh vào Đài Loan bằng chương trình e-visa vào hôm ngày 21 tháng 12 và biến mất ngay sau đó. Thưa quý vị, một công dân Anh sinh sống tại Việt Nam 10 năm bất tích bí ẩn, nghi ngờ là bị xã hội đang bắt cóc hoặc thủ tiêu vì không trả được nợ. Một công dân Anh quốc sang Việt Nam sinh sống 10 năm nay trú ngụ tại một khách sạn bỗng nhiên mất tích, bí mật vào tuần qua. Ông này tên là Steve Bush, xuất thân từ Nottinghamshire. Em gái của ông này là bà Amanda Bush nghi ngờ rằng nguyên nhân khiến cho ông mất tích có thể vì chậm trả tiền thuê khách sạn tin cho biết ông Stilbush ngã bệnh, đã lên một chiếc xe taxi nhưng không bao giờ đến bệnh viện. Còn bà Amanda Bush thì nói rằng cả gia đình của nạn nhân đang lo lắng không yên, đặc biệt khi nghe tin nói là ông có thể đã bị một tổ chức xã hội đen bắt cóc hoặc bị giết vì không trả nổi nợ. Tin của đài BBC nói, ông Bush sinh sống tại Úc trước khi sang Việt Nam và sống tại một khách sạn ở Vũng Tàu, khu nghỉ mát cách Sài Gòn khoảng 70 km trong một thời gian. Thành viên của gia đình ông Steve Bush cho biết đã nhận được lời báo động của bạn gái ông này trên mạng xã hội sáng sớm Chủ nhật. Người bạn gái cho biết là đã không gặp ông Bush từ 3 ngày trước đây. Bà Amanda Bush thuật lại lời của cô bạn gái cho biết cô nhận được nhiều cú điện thoại yêu cầu đến đón ông Bush và trả số tiền nợ là 1.000 bảng Anh. Một người bạn thân của gia đình cư ngụ trong vùng lập tức tìm hiểu nội vụ, đã tìm thấy sổ thông hành, điện thoại di động và máy tính sách tay của nạn nhân tại phòng khách sạn, nơi mà ông Bush đang cư ngụ, đồng thời khám phá ra rằng chiếu kháng của ông Bush đã hết hạn. Cháu trai của người bạn này là Friedrich Bush cho biết khách sạn đã đưa ông Bush lên một chiếc xe hơi. Phát ngôn viên văn phòng Bộ Ngoại giao Liên Hiệp Anh cho hay đang trợ giúp gia đình của một công dân Anh quốc bị mất tích tại Việt Nam. Tin giờ chó, theo bản tin của WhatsApp Guardian, thi thể của người đàn ông cư dân Nottinghamshire bị mất tích ở Việt Nam đã được tìm thấy và cảnh sát Nottinghamshire đã thông báo nội vụ cho Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol.